Nam Ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Quyền Linh và Lê Lộc rất vui được chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chiến tranh lạnh là cũng có, chiến tranh lạnh là cũng có. Cái này nó rất là bình thường, không có gì phải giấu hết á. Hai người chưa bao giờ gặp, không có phải là cùng máu huyết, không có cùng gia đình, làm sao có thể hợp với nhau trong vòng một vài năm được. Có chiến tranh lạnh, mẹ không cần phải giấu, tại vì cái vấn đề này không có gì đó, không có gì đó phải giấu. Mình không hài lòng vấn đề này không có nghĩa là mình bỏ mặc, mình vẫn thương. Yêu thương sao không nhường mẹ chồng chút mà em cứ cãi tới vậy? Dạ, tự yêu thương nó không nằm ở cái tự nhân nhượng. Tự yêu thương nó không nằm ở cái tự nhân nhượng. Khi mà người đó có gì điều gì không đúng. Sao đối với em là vậy? Đúng, nhiều khi mẹ chồng em nghĩ là điều đó đúng. Người lớn tuổi người ta có cái suy nghĩ của cái người lớn tuổi. Đúng rồi. Mà ở đây chỉ đang chỉ là hai phe. Một phe trẻ, một phe lớn tuổi. Và Lê Lộc rất vui được chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được cảm ơn nhãn hàng nước mắm Nam Ngư cá cơm tươi vị ngon gắn kết gia đình đã đồng hành cùng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mẹ Chồng Nàng Dâu là những cái câu chuyện nhiều cảm xúc giữa mẹ chồng nàng dâu liên quan đến sự gắn kết của gia đình đó quý vị. Đó là gì? Đó là bếp yêu thương của chúng ta đây quý vị. Căn bếp này nó tạo ra sự gắn kết của tất cả thành viên gia đình với nhau. Quý vị thấy không? Căn bếp mà có thêm một cái nàng dâu mới nữa thì sẽ như thế nào đây ta? Mà hy vọng hôm nay là mẹ chồng nàng dâu nấu ăn. Dạ. Chú thử trước nha. Con cũng muốn thử nữa. Ồ, quá thôi mình vô đi. Trời, tự nhiên này có không gian mới cái mình hào hứng quá. Nói chung là bữa nay không gian mẹ chồng nàng dâu nó đẹp quá. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ mẹ chồng nàng dâu trong ngày hôm nay. Mình tên là Mai. Dạ. Mẹ chồng của Phương Trinh, mẹ ruột của Lý Bình. Xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào bé Lê Lộc. Dạ chào chị. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hôm nay thì Phương Trinh, Julie rất là vui vì lần đầu tiên được ngồi trong khán phòng của mẹ chồng nàng dâu. Thì nghe anh Quyền Linh với lại Lê Lập nói là một diện mạo hoàn toàn mới. Chính xác luôn. Nên là mình rất là vinh hạnh. Mà không biết là hôm nay là ai sẽ bước vào bếp đây nên là cũng đang rung. Chờ chút kết quả sẽ biết. Nhưng mà đầu tiên hôm nay mẹ chồng nàng dâu sẽ trẻ ngang nhau. Anh, bây giờ anh nói câu đó có nghĩa là mẹ trẻ em. Dạ. Thôi kệ, mình nhường mẹ bước đi em. Dạ dạ, mẹ trẻ đi ha. Đúng, mẹ trẻ đi. Dạ dạ. Nhưng mà em kêu bé Lê Lộc là anh đồng ý. Không sao. Bé gì nói nữa. Cái gì? Nó bé bự rồi. Em Lê Lộc đi. Dạ. Em đi. Em đi. Nếu kêu bé thì bé Quyền Linh luôn nha. Nếu kêu bé thì bé Quyền Linh luôn nha. Dạ. Thôi. Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện về gia đình bé Phương Trinh. Dạ. Mẹ chồng của Phương Trinh, cái ngày đầu tiên á mà mẹ chồng gặp ca sĩ này thì mẹ chồng thấy thế nào? Rất là vui. Trinh nó rất là tự nhiên, nó dễ gần gũi á, dễ thân á. Thấy là cảm tình liền không? Đúng rồi. Tại mình coi chương trình của Phương Trinh nhiều trên màn ảnh rồi đúng không? Của ca không, sĩ từ 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 lúc mình coi Phương Trinh đó là cái phim Dù Gió Có Thổi đó là đã có ấn tượng, thích diễn viên đó. À, thích từ cái vai trong phim đó. À, đúng rồi. Thổi sao tới bay tới nhà mình luôn. Còn cái cơ duyên nào mà giúp chị gặp người mẹ chồng lần đầu tiên, chị có nhớ không? Cái dịp nào ạ? Đầu tiên mà gặp mẹ là gọi điện thoại, video call á. Là lần đầu tiên nhìn mặt. Còn nghe thì nghe anh Bình kể nhiều rồi. Trinh thì có một cái hoàn cảnh nó rất là đặc biệt. Trước khi gặp mẹ thì mình cũng phải hiểu coi là mẹ có chấp nhận cái trường hợp của mình hay không. Bình đã có kể cho mẹ nghe về mình hay chưa? Thì lúc đó thì chị mới có thể đối mặt nói chuyện với mẹ. Nhưng mà gặp mặt trực tiếp á, thì lúc đó là mời mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh để chơi. Để vừa gặp chị mà vừa gặp bé Mia luôn. Thì lúc đó là mẹ cũng đã chấp nhận và đồng ý với cái hoàn cảnh của em rồi. Chị phải tốn nhiều thời gian để thuyết phục mẹ không? Cái đó không phải là mình thuyết phục mà là anh Bình. Cái phần đó là cái phần mà nhạy cảm. Thế là mình không thể nào mình nói hoàn cảnh con vậy rồi mà chấp nhận con không. Cái đó phải là sự kết nối của người đàn ông. Thì Bình là người mà gắn kết và kết nối để cho mẹ hiểu hơn về về chị và chị biết về mẹ. Nghe Bình kể cộng với cái sự cảm tình đó, chắc chắn mẹ thông cảm ngay từ lúc mà Bình chia sẻ đúng không mẹ? Đối với mình á là cái chuyện tình cảm của con cái á là do con cái quyết định, mình không có đặt nặng cái vấn đề mà Trinh đã có một bé gái. Mình chỉ có hơi lo cho Bình á, chỉ sợ Bình không có kinh nghiệm trong cái chuyện nuôi dạy con, là con của Phương Trinh á, sợ hiểu lầm nhau. Cho nên là mình cứ dặn Bình là
con phải thật là tế nhị trong cái chuyện đó. Bình nó về nó hay kể về Mia lắm, mà nó rất là thương Mia. Và khi mà mình gặp Mia, mình cũng rất là thương, bé rất là ngoan. Cho nên là mình chỉ muốn là Bình phải chuẩn bị tâm lý. Trước khi mà em cưới Bình thì em với mẹ cũng có làm chung trong một cái shop quần áo. Mẹ là một người thợ may rất là giỏi ở cái vùng quê của mẹ, ở Vĩnh Long. Thì mẹ ở huyện gì mẹ? Huyện Mang Thích. Chờ hỏi mẹ, hỏi mẹ chồng mẹ ở huyện nào không? Huyện Mang Thích. Em cứ quên, tên nó khá là đặc biệt nên em cũng hay quên. Thì ở dưới đó là mẹ là một người thợ may rất là giỏi, có tiếng. Em mới mời mẹ để mà cả hai có làm được cái gì đó chung với nhau để mình hiểu nhau hơn. Thì mở một cái shop đồ đi biển. Và mẹ là một người phụ nữ rất là hiện đại. Mẹ hay coi những cái trang báo nước ngoài và cập nhật thời trang rất là bắt trend. Cô này cũng thông minh ghê. Mình đang định hỏi là cô con dâu này hơi sexy chút xíu. Không biết mẹ sao cũng chơi luôn cái thời trang đi biển là hết ai nói luôn rồi. Em lòng vô liền. Rồi sau đó khi mà về làm dâu đó, mình thấy có hợp gì với Phương Trinh không? Bởi vì hai thế giới này khác nhau đó. Thật sự em với mẹ là cả hai đều có cái cá tính nó khá là mạnh. Mẹ cũng là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Mẹ một mình nuôi Bình từ khi còn nhỏ. Và em thì cũng một mình, em tự lực cánh sinh như anh đã biết. Để có được ngày hôm nay thì mình phải là một người phụ nữ như thế nào đó để mình có thể vượt qua những cám dỗ. Để mà sự hòa hợp giữa hai người phụ nữ như vậy, nó phải là một quá trình. Chiến tranh lạnh là cũng có. Cái này nó rất là bình thường, không có gì phải giấu hết á. Mẹ con ruột mà chưa chắc đã có thể thân thiết với nhau mà, thì làm sao mà có thể mà hai người chưa bao giờ gặp, không có phải là cùng máu huyết, không có cùng gia đình, làm sao có thể hợp với nhau trong vòng một vài năm được. Có chiến tranh lạnh, mẹ không cần phải giấu. Tại vì cái vấn đề này không có gì đó, không phải mẹ giấu, mà là đối với mẹ cái chuyện đó rất là bình thường. Tại vì mẹ với Bình cũng như vậy đó. Nhưng mà khi mà mình không nói chuyện, không có nghĩa là mình không quan tâm. Cô này thiệt bản lĩnh này nha. Cái sự quan tâm của mình nó nằm ở cái hành động. Ví dụ như mặc dù chiến tranh lạnh, nhưng mẹ có bệnh, mẹ bị bệnh, chị vẫn nấu cháo cho mẹ ăn, chị vẫn đem thuốc lên phòng cho mẹ uống. Mình không hài lòng vấn đề này không có nghĩa là mình bỏ mặc, mình vẫn thương. Yêu thương sao không nhường mẹ chồng chút mà em cứ cãi tới vậy? Dạ, sự yêu thương nó không nằm ở cái tự nhiên nhượng. Sự yêu thương nó không nằm ở cái tự nhiên nhượng. Khi mà người đó có gì được điều gì không đúng. Sao đối với em là vậy? Đúng, nhiều khi mẹ chồng em nghĩ là điều đó đúng. Người lớn tuổi người ta có cái suy nghĩ của cái người lớn tuổi. Đúng rồi. Rồi. Ở đây chị đang chỉ là hai phe. Một phe trẻ, một phe lớn tuổi. Đôi khi cái đó là cái thói quen của người lớn tuổi. Đúng rồi, tại sao em không nhường người lớn? Coi chừng là sẽ có một cuộc chiến tranh nảy lửa. Dạ không, nếu như mà không hợp, em sẽ không ở chung. Nếu không hợp, mình sẽ không ở chung với mẹ chồng. Nếu không hợp, mình sẽ không ở chung với mẹ chồng. Nhưng nếu như giờ mẹ chồng nói tôi có con một thì như Bình đi, cái đó nó sẽ bắt buộc em ở chung. Đó sẽ là một cuộc họp gia đình để mình nói chuyện với nhau. Tại vì em nói thật sự, nếu như cảm thấy là không còn phù hợp với em nữa, em sẽ ở riêng. Mình gặp nhau ít nhưng cái tình cảm nó trọn vẹn hơn là mình sống cùng nhau mà cái hạnh phúc của con mình cảm thấy là mình không mang đến cho nó sự vui vẻ. Vậy nó chê thế hệ mình già đó. già nhưng mà mình cũng suy nghĩ giống như vậy đó. Cái gì nó cũng có hướng giải quyết. Mình ở với tụi nó đôi khi cũng có áp lực là ví dụ như mẹ phải như vậy, mẹ phải như vậy, mẹ phải như vậy. Mình nghĩ cái đó cũng tốt mà. Giống như mình mới lập nghiệp đi, hoặc là mình mới là vào một cái môi trường nào đó thì đương nhiên mình phải thích nghi. Mà khi nào mình không thích nghi nổi thì thôi, tự nhiên mình thôi việc, mình về nhà mình không làm công ty nữa. Nó vậy đó. Nhưng mà cô cũng dài sức lắm á. Cô cũng muốn thử thách cái sức của mình coi tới đâu. Chịu đựng tới đâu á. Con dâu còn thật xấu gì mà. Trinh là chỉ có cái tính là hơi nóng, với lại là nói thẳng á, với lại là chưa có biết thay đổi cái từ ngữ để mà nói cho người khác người ta dễ chịu hơn chút thôi. Em nói siêu rạch lắm. Đó cái đó rất là dạng như vậy đó. Tại vì em quen rồi. Đúng rồi. Ví dụ như nè, Lộc, ngồi xuống đây chị nói chuyện với em cái. Cái vấn đề như vậy là chị không thích. Nếu như mà em thay đổi được chị rất là vui, nhưng mà nếu em không thay đổi được thì chắc có lẽ là không tồn tại được cái mối quan hệ này. Nhưng mà nó là nói với nhân viên, nó nói mẹ chồng nó, mẹ mày ngồi xuống đây đi. Dạ. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Không phải vậy. Không có đâu. Mẹ chồng vô sách vở chạy. Đúng rồi. Tại vì em sinh ra là ngay cái ngôi sao Thiên Bình, nó là một cái ngôi sao duy nhất trong 12 chòm sao, mà nó không phải là một con gì hết, mà nó là một cái vật thể. Nó là cán cân. Cán cân thì là phải cân bằng. Nên là đối với em thì cái đúng là em theo. Ví dụ mẹ góp ý cho em đi, trên ơi mẹ thấy cái này không được, cái này con coi lại, thì em cũng sẽ xem lại coi là cái lời góp ý của mẹ nó chính xác hay không. Hoặc là em hỏi bạn bè em hỏi chồng em, theo như em quan sát và tìm hiểu cái điều em làm nó đúng thì em sẽ nói với mẹ ở khía cạnh của con như vậy. Nhưng mà nếu như mà em quan sát thấy là đúng rồi, mẹ nói gì là đúng rồi, với kinh nghiệm sống của mẹ như vậy là mình phải thay đổi, thì em sẽ thay đổi. Em cũng chỉnh nhiều lắm á, mẹ có thể cảm nhận được mà. Là đúng rồi, mà mới gặp em thay đổi nhiều lắm. Em như thế nào? Em học được từ mẹ là mẹ nhìn người rất hay,
Cái này là phải kinh nghiệm sống anh. Em thì tính em luôn nghĩ mọi người tốt, em không bao giờ em nghĩ ai mà xấu, bởi vì em dễ bị gạt lắm. Và trong cuộc đời em đã bị nhiều cú lừa mà rất là đau khổ, cho nên là trong cuộc sống của em á, em có được như ngày hôm nay, gia đình em có được như ngày hôm nay là một phần nhờ mẹ với anh Bình. Anh Bình cũng kể cho em nghe là ngày xưa anh Bình với mẹ hay ngồi quán cà phê nhìn mọi người đi qua đi lại, xong rồi đoán tính cách họ. Với lại mẹ tiếp xúc với nhiều người khách hàng nè, nên là khi mà em có nhân viên cái mẹ nói là nhỏ này không được nha. Nhưng mà em thấy ủa bé này được mà mẹ. Không, ừ thì mẹ nói gì đó rồi con cứ coi chừng. Thì đúng là y chang là những người mà mẹ nói hay là những người mà anh Bình nói là đều ra đi, ra đi, ra đi. Và họ đều có một cái gì đó. Coi đây, có coi chừng đi. Coi thử đây. Con nhìn thử con. Hay con là không coi, phải coi chừng nhỏ cái bên. Có những cái kinh nghiệm thì phải có cái thời gian, chứ không phải là kinh nghiệm gì mà cũng đọc trên sách báo đó được hết. Chị Trinh, em nghĩ với một cái cá tính mạnh như chị á, có bao giờ chị dụ mẹ làm một cái chuyện gì đó chưa? Đừng nói một cô ca sĩ sexy, dụ mẹ sexy. Đồ sexy đi hả? Có không? Cái đó thì không, tại vì mẹ không có đạt chuẩn để làm cái đó. Rồi mẹ mặc đồ tắm chụp hình lịch. Có, mẹ mặc đồ tắm, mẹ may đồ tắm cho em luôn. Hai người mặc đồ tắm chụp hình lịch luôn đó đúng không? Mẹ may đồ tắm cho em nè, mẹ may đồ tắm cho Mia nè, mẹ may đồ tắm cho mẹ nè. Nhưng mà cái kiểu mẹ thì có cái váy. Dạ, em là thích cái hình tượng là phụ nữ quyến rũ. Nhưng mà mặc đúng nơi đúng chỗ. Thì em quyến rũ thì phải cho mẹ chồng quyến rũ luôn chứ. Thì nếu mà mẹ thích em mẹ cũng tôn trọng. Mẹ không thích quyến rũ. Mẹ thích có cái váy mà chú kỳ. Với cái quan trọng là một cái cục móc hư hỏng của hai mẹ con. Hư hỏng luôn hả? Hai mẹ sao vậy? Hư hỏng trong ngoặc thôi. Là ví dụ mẹ xăm hình. Tà tu. Con dâu rủ mẹ đi xăm luôn. Trời ơi cô ơi. À, là vũ khó không con? No, tụi nó thuyết phục cũng lâu, cũng từ từ lâu. Mấy năm trời đấy em. Mà nói chung thì mình không thích thì cũng không ai ép mình được. Dạ. Cho nên là cuối cùng mình thích đúng cái không? Cái thích thì ít thôi, nhưng mà nó đốc riết á. Xui quá rồi. Đó. Phải không chị? Phải không? Xăm hình gì? Mấy đứa nó tự chọn hình cho để mẹ luôn đi. Tự xăm luôn hả? Hình trái tim yêu anh là vô đó. À, dạ, cái hình xăm phong thủy anh ơi. Cho nên hai mẹ con cái hình cũng giống nhau. Dạ. Em với mẹ không có mê tín gì đúng, nhưng mà phong thủy thì con người là được sinh ra ở vũ trụ rồi, có sự hòa hợp của phong thủy thì mọi thứ nó sẽ trơn tru hơn. Xăm cái mặt trời, sao thủy, sao quả, sao chổi vậy đó hả? Dạ không, vòng nguyệt quế. Ồ. Biểu tượng cho sự thành công nè, sự mạnh mẽ nè, độc lập tự chủ nè. Anh thấy rằng hai mẹ con đều mạnh, nãy nói cá tính giống nhau đúng không? Mạnh mẽ cũng giống nhau luôn. Mình thấy mình ở trong Chinh nhiều lắm. Có cái là mình không có mạnh, mình không có nhiều năng lượng như vậy. Mình không ấy ra ngoài, mình không thể ra ngoài. Nhưng mà mình hiểu hết, cho nên mình rất là thông cảm với Chinh. Nhưng mà chị Chinh ơi, cô ơi, hôm nay mẹ chồng nàng dâu nè có một cái gian bếp mới, nên là không biết ngày hôm nay không biết là gia đình mình sẽ có cái món ăn nào đó để dầu nấu đi. Dầu nấu hả? Được không? Dầu nấu rồi để ngồi cho mẹ chồng chê chơi cho nó vui. Suối mẹ chồng chê. Căng thẳng nha, tại vì bình thường mẹ nấu em, mẹ cũng căng thẳng như vậy. Cái thấu hiểu em lắm. Thôi, rất là thương mẹ thật sự luôn. Tại vì em cũng đang có em bé. À, chúc mừng. Chúc mừng. Cho nên là cái khẩu vị của em á, bà bầu mà hơi khó tính hành. Nên là khi mẹ nói trời, mỗi ngày mà mẹ cũng căng thẳng, mẹ nghĩ hôm nay nấu gì cho anh Chinh ăn đây, này là rất là thương mẹ. Đó cho nên là thôi bình thường mẹ đã vất vả mẹ nói cho con, hôm nay con sẽ tặng mẹ một món gọi là đặc sản quê con đi. Cơm tấm Long Xuyên. À, cái món này hồi trước thì con chưa nấu cho trong nhà ăn. Dạ, chưa luôn. Chưa. Vô liền. Rồi, xin mời cô và chị. Coi như là bữa nay là Lê Lộc là phụ trợ thôi nha. Bước đầu tiên là mình nấu cơm. Dạ. Để khi mà mình làm đồ ăn xong là cơm chín. Ok. À, rồi nấu cơm ha. Nha. Chị có thể giới thiệu sơ về cái món cơm tấm này gồm có những gì không? Cơm tấm Long Xuyên bao gồm thịt khìa, trứng khìa, cơm tấm, bì trộn, đồ chua rau muống. Đồ chua rau muống thì cho chị xin phép là được mua sẵn đi. Tại vì em biết sao, nếu mà mình ngâm mình phải ngâm vài ngày. Nước mắm không được mua sẵn nha. Quan trọng của cái món cơm tấm này là nước mắm phải cực ngon. Nước mắm kẹo kẹo đó. Đúng rồi, phải kẹo nha. Phải dùng nước mắm gọi là từ tinh chất những con cá cơm. Dạ có luôn, ở đây có cho chị luôn. Nước mắm Nam Ngư cá cơm tươi. Trời ơi, tưởng gì nước mắm này nhà chị xài mà. Ngay tủ luôn rồi. Trời hay quá, bây giờ chị em mình làm đi ha. Ở nhà bếp có sạch không chị? Sạch lắm, Trinh. Sạch là chị lao hay Trinh lao? Trinh lao thường. Ủa vậy đó.
Em làm bếp xong em bước ra là bóng lửa, tí lên coi nè. Em biết sao không? Bây giờ đó, nếu mà chị nấu là chị sẽ không ăn nổi. Thứ nhất là đang có em bé, nấu xong nó mệt quá. Thứ hai là nấu xong cái em bị cái mùi thức ăn anh, em ăn không nổi. Cho nên là thôi bây giờ em nấu đủ cho mẹ, anh với lại bé Lộc. Trời ơi mừng quá chứ, em tưởng nghe chị kêu em nấu. Trời ơi nãy giờ đứng lo chị nói là chị vô bếp chị nấu cho mẹ chị ăn mà. Dạ dạ. Có cái cơm thêm không? Người đang không tắm anh hay kịp cơm thêm. Dạ cơm thêm em sẽ trộn thêm bì nhiều một chút. Riêng anh là có thêm đó, mấy vụ đó hết nha. Dạ anh yên tâm. Ủa sao không thấy có chả ta? Đúng kinh tấm Long Xuyên là không có chả nha. Chả là sau này bắt đầu thêm vô thôi. Nên là em là người gốc Long Xuyên nên cho em được phép nấu gốc luôn. Dạ kinh tấm Long Xuyên gốc Bà Trinh. Kinh tấm Long Xuyên gốc Bà Trinh. Ây cha. Rồi ấm bà la. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vô để mình khìa thịt. Mình trộn bì rồi sau đó mình làm nước mắm. Ở nhà chị với mẹ chị á có hay nấu bếp chung rồi mẹ chị chỉ chị nấu không? Mẹ nấu thì mẹ nấu, chị nhường cái bếp cho mẹ. Còn chị nấu thì mẹ nhường cái bếp cho chị. Em làm em tập trung lắm. Tập trung nấu đi em. Dạ. Nấu cho nó ngon, bữa nay anh ăn nó ngon. Nhà em là buổi sáng là mẹ nấu ăn, buổi tối là rủ nhau đi ra ngoài ăn không ạ? Từ nhà hàng năm sao cho tới những cái nhà hàng đặc biệt, từ quận nhất tới quận 2 tới quận 5. Còn nhà hàng không có sao này thì ngon không? Này là tình cảm anh ơi. Nó sẽ thường xuyên hơn. Thường xuyên hơn. Thơm quá, bây giờ bắt đầu khìa thịt nè chú. Xong rồi trứng chín là mình lột vỏ rồi mình để vô mình khìa sau. Không được khìa trứng chung với thịt. Ủa sao vậy chị? À, tại vì nó sẽ làm cho trứng nó bị cứng cái vỏ quá. Không biết ngon mà thấy thơm rồi đó. Hãy chờ đợi em trong vòng. Ủa sao em không ướp thịt từ trước chứ? Dạ không, đối với khìa thịt là mình sẽ không ướp trước. Tại vì cái thời gian khìa nó sẽ khoảng từ trên 1 tiếng rồi. Mình khìa vậy từ từ. Chứ tiền nào anh mới có ăn. Dạ, anh với mẹ cứ tâm sự xong rồi buồn ngủ thì em mời anh qua bên cái ghế salon. Rồi, được rồi. Dạ, có thể nằm nghỉ ngơi bên đó một xíu. Rồi tiền nào mà tới giờ ăn là em sẽ kêu. Mà ăn gì chết rồi. Lọc đổ cho Linh một lon mì trước. Chị nấu cái này đúng áp lực luôn nha. Tại chú Linh ăn nhiều lắm nha. Khẩu vị chú Linh cũng phải khó đó. Áp lực. Ừ, khó lắm á. Cái này là chắc là con sẽ hiểu cái tâm lý của mẹ. Mỗi lần mẹ món lên cho con ăn nè. Ok, trộn bì. Tôi chỉ kiểm tra lúc mà làm nước mắm thôi. Chế biến nước mắm hết sức là quan trọng luôn. Nghe nãy chị Trinh nói lần đầu tiên làm món này nên cũng hơi lo nè. Không biết chị làm nước mắm làm sao đây. Thơm quá rồi, bây giờ mời mẹ chồng qua kia đi. Ừ, cái mỡ hành nó thơm quá. Wow. Chà, nhìn hấp dẫn quá nha. Cô thấy sao cô? Thấy đẹp. Dạ. Bây giờ chờ thử. Nhưng quan trọng phải ngon nữa nha. Mời mẹ thưởng thức, mời anh Quyền Ninh thưởng thức, mời bé Lộc. Dạ, đó, đó, mời chị. Dạ. Mời mọi người. Dạ. Mời cả nhà. Mời cả nhà. À, thử. Đúng rồi, thử mắm kìa. Chan vô trong cơm mẹ ơi, phải trộn đều lên. Mắm này quá kẹo luôn á. Rồi cái nước mắm này em làm thì nó hơi đậm đà nên là mình phải chan ít từ từ. Coi nêm coi vừa không thì mình mới chan thêm chứ đừng có chan một lần hết nguyên chén. Nước mắm cá cơm tươi với cái công thức đặc biệt là ủ chưa? Ba cá một muối. Đại mắm được ha. Trộn lên. Bây giờ đó, nếu mà chị nấu là chị sẽ không ăn nổi. Cho nên là thôi vậy em nấu đủ cho mẹ, anh với lại bé Lộc. Trộn đều đúng ra là nãy là em định lượng khẩu phần là cho mẹ với anh Hoàng Linh với lại bé Lê Lộc thôi. Nhưng mà thôi giờ thì bầu cũng đói rồi cho nên là bầu cũng chắc mót qua một làm chén cơm tôi mới vơi đi. Quý vị thấy không? Mỗi bữa ăn chúng ta có sự kết nối những thành viên gia đình với nhau. Được lan tỏa yêu thương, được ăn, được cười, được hạnh phúc, được chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Dạ. Còn gì bằng nữa. Vị ngon gắn kết gia đình. Dạ. À, chị Trinh, ngoài cái món quà đặc biệt ngày hôm nay là cơm tấm Long Xuyên thì chị còn gửi đến mẹ chồng một lá thư nữa. Vậy thì phải nghe thôi. Nghe thư nó tình cảm, nó kết nối yêu thương nữa. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Hai mẹ tự học nha. Dạ dạ. Bình thường á chị Trinh có viết thư gì không cô? Lần đầu tiên. Viết cảm động. Sao cô làm hồi hộp quá. Cô ơi, cho con xin phép con chú Linh mượn cái lá thư đó được không cô? Mẹ ơi, con không phải người nói những lời ngọt ngào, nhưng tình cảm của con được thể hiện qua hành động và sự quan tâm. Giữa hai người phụ nữ mạnh mẽ và có ý chí kiên cường như mẹ và con
thì khó để có thể hợp nhau hoàn toàn. Nhưng cả hai đều biết tình cảm chúng ta dành cho nhau nhiều như thế nào, phải không mẹ? Con cảm ơn mẹ đã cố gắng thay đổi mỗi ngày vì con và anh Bình. Con cũng cảm ơn mẹ đã yêu thương và chăm sóc Mia. Mẹ ơi, mẹ hãy luôn vui cười mỗi ngày và biết rằng chúng con yêu mẹ nhiều lắm mẹ nhé. Con dâu của mẹ. Mẹ cũng vậy nữa, mẹ cũng hay không có khó thể hiện tình cảm á. Nhưng mà những cái gì mà con nói đó là nó cũng đều là giống như cái mong muốn của mẹ. Chúng ta đều là phụ nữ mà. Mọi thứ cũng chỉ muốn được yêu thương thôi. Phụ nữ ta phải yêu thương nha. Không, tự nhiên chị Trinh là em bất ngờ quá. Em nghĩ chị Trinh sẽ là người mạnh mẽ thôi và chị khóc quá. Chị cũng không nghĩ chị khóc đâu. Nhưng mà thật sự là khi mà ngồi xuống và cầm cái bút viết thì tự nhiên là cái tình cảm của mình nó lại thể hiện qua cái nét chữ. Trong cái buổi nói chuyện thì trong lòng hai người phụ nữ này luôn có một cái cho là ừ, cái này mình không có gì sai cả. Nhưng mà chắc chắn là mình cũng sẽ lắng nghe và mình sẽ cùng mình hòa hợp với người phụ nữ còn lại. Tại vì chúng ta là một gia đình mà. Là một gia đình thì cho dù mình đi ra ngoài mình có thất bại, mình có bị người khác ghét, mình có bị người khác chê cười như thế nào thì mái ấm luôn luôn là một cái nơi để mình quay về. Và mình biết chắc chắn là cho dù mình như thế nào đi chăng nữa, người mẹ này cũng sẽ yêu thương mình. Mẹ không đảm nhận rửa chén đi. À, bữa nay không rửa thì để ngày mai rửa. Trời đất ơi. Và cái chén nó vẫn ở chỗ đó. Không rửa ngày mốt vẫn còn. Vẫn còn. Chừng nào cái người mà cái... có trách nhiệm rửa thôi. Cảm thấy là cái việc của mình không làm không ai làm thay cho đâu. Rõ ràng dữ vậy ta. Còn cái việc mà quét nhà lau nhà của tôi đi. Thì tôi không làm thì không ai làm thế cho. Cái đó mình phải làm. Không làm, thí dụ anh đi làm đi biểu diễn đi đoàn cả các tuần lễ thì cũng không ai làm hết. Miễn sắp xếp sao phải làm cái chuyện đó. Anh phải là quét dọn nhà cửa. Đúng rồi. Rõ ràng dữ vậy ta. Không có người làm thế. Để chi để mọi người đều có trách nhiệm với gia đình. Và cũng hay ha. Thí dụ như bận thì làm ít lại. Thì được sắp xếp ít việc hơn. Cái người mà rỗi rảnh sẽ nhiều việc hơn. Ở nhà ai rửa chén? Thường tôi cũng rửa. Anh rửa. Anh đi diễn tháng chắc chén nó chồng lên nhiêu đây không? Không á. Về trễ phải chỉ có về người phụ với người cũng không. Cái việc của mình mà. Về sớm về trễ gì hãy cứ có thể là ăn tối xong là phải lo rửa chén cho nguyên cả ngày. Cái đấy... là nhiều dù anh phải rửa chén là rửa chén. Đúng rồi. Con dâu cũng không rửa luôn. Khỏi. Thí dụ như nó muốn rửa. Thí dụ như là nó xin phép ba cho con rửa phụ ba. Không có xin, muốn rửa thì cứ rửa đi. Có nghĩa là ai muốn làm thay thì cứ làm. Còn không làm thay thì người đó phải làm. Phải làm đúng không? Nhiệm vụ con nhà làm gì? Dạ hồi xưa mà ở nhà ba mẹ chồng thì là con rửa chén, con dọn dẹp. Nhưng mà từ khi mà bé nó được 5 tuổi á thì là con không có ở chung với ba mẹ chồng là nữa. Là con giao nhiệm vụ cho ba con luôn. Dạ là con ở riêng. Còn nghiệp ba. Vậy là giờ việc ba chắc nhiều hả ba hả? Việc ba trong nhà chắc cũng khá nhiều đúng không? Vừa. Còn nấu ăn là mẹ con. Dạ mẹ nấu ăn nhưng mà ba cũng khéo lắm. Ba không có nấu đồ ăn. Nhưng mà ba làm kem nè, ba làm bánh rất là ngon. Ba đi ăn kem ở ngoài cái ba chê người ta làm dở. Cái ba mua máy làm kem về. Cái ba làm kem bơ, kem dừa, kem sầu riêng. Trời. Cái gì làm được cái ba làm. Cái ba cho cả nhà ăn kem nguyên tuần vậy đó. Mấy cái tiệm kem chắc nghe chuyện này chắc không thích ba con đâu. Nhưng mà chị ơi, hỏi mua nhà làm luôn đúng không anh? Bánh á, dạ. Kỳ rồi thí dụ như là cái mùa dịch á, dạ. Ở nhà tự làm bánh mì, bánh ngọt này kia. Làm hết luôn vậy đó hả? Rồi. Dạ. Ba chồng giỏi với người ta. Dạ. À, hỏi chuyện chơi với cháu này kia là ba có chơi không? Dạ, ba mặc dù là ở nhà riêng vậy đó, nhưng mà hả, chiều là ba mẹ chạy qua nhà, xong rồi chơi với cháu, chơi xong rồi cái thu xếp về. Bây giờ chạy qua dành rửa chén bên nhà con không? Chị ơi, không biết là chị với ba chồng của mình là hợp nhau cái điểm gì nhất vậy? Hợp nhau.
Tại vì thực ra là đó giờ là chưa bao giờ mà ba chồng với chị cãi nhau hết trơn á. Mà chị thấy ba chị nói ra câu nào cũng có lý. Dạ. À, sau khi mà ba mà nói cái câu mà con về con làm con gái ba đó, là giống như mình được cởi mở á. Dạ. Cái chuyện gì mình cũng về mét ba đó. Mình cây lộn với chồng một chút cái về mét ba. Cái xong đụng chút cái về mét ba. Xong rồi có chuyện gì vợ chồng giận nhau cái nhắn với ba. Xong rồi ba rồi để ba gọi chồng ra nói chuyện. Vậy là con với ba ngoài cái chuyện cha chồng ra, yeah, còn là những người bạn rất là thân luôn. Yeah. Chính vì thế nên có thể chia sẻ tất cả mọi thứ luôn đúng không? Dạ, yeah, đúng rồi. Sau này nữa là ví dụ như là con đăng bài trên YouTube, yeah, hay là đăng bài trên Facebook. Yeah. Thì thường là mình like một trong những người đầu tiên. Nếu mà thấy cái đó nó hay hay thì mình comment thêm. Có comment luôn. À, thành ra nó cái sự trao đổi nó thêm hình thức khác nữa. Dạ. Rất là gắn bó. Coi như là bạn bè, người thân nhau, bạn đó. Thật ra thì dễ nói chuyện nhau hơn nữa. Dạ, đó. Có bao giờ ba chồng đăng bài con không like không? Dạ không, cũng like chứ. Không like chết à. Mà ba không những mà like nha, xong ba thả tim, xong ba còn share về. Thôi thôi. Tại đúng vì rồi. Con có viết chuyện trên một cái page có 40.000 người theo dõi á. À. Xong cái mỗi lần cái vô cái xong thấy 100+ lượt share, cái xong mình cũng bật lên mình coi, mình kiếm coi có ba chồng theo. Like, share, thả tim đầu tiên luôn. Dạ, xong share về, xong rồi còn ghi là con dâu tôi viết. Cái xong mình thấy trời ơi, hãnh diện, trời ơi, vui. Thôi mà chị ơi, em không biết là cái khoảng thời gian mà chị mang bầu, chị sanh em bé đó. À, thường thì mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu nó sẽ có một cái cảm xúc khác. Còn không biết ở đây mối quan hệ giữa mẹ ba chồng và nàng dâu trong cái thời điểm chị mang bầu và sinh con nó sẽ như thế nào ạ? Ba chồng của chị là không có con gái cho nên là ba rất là thích con gái luôn. Cái xong cái lúc mà mang bầu bé đầu tiên á, cái ba cũng chăm lắm, ba cũng thương chăm xong rồi cái mỗi lần mà đi khám thai vậy các bạn ơi, bác sĩ nói sao con trai hay gái, cái nói chưa ba ơi, mới có 1-2 tháng chưa biết, cái tới hồi 5 tháng cái bác sĩ kêu con trai, cái xong rồi mình cũng nghĩ gia đình người Bắc là con trai đầu tiên là người ta thích lắm, cái về khoe ba người ta nói con trai, cái trời, trai nữa con, cái xong mình suy nghĩ mình nói ủa mới có đứa đầu tiên mà ba nói con trai nữa là sao ta, mà có vẻ là không vui lắm, tại vì con trai không rồi đúng không? Dạ, nhưng mà lúc sinh cháu ra là cũng cưng lắm, cưng y chang vậy đó, cái tới hồi bầu đứa thứ hai cái cũng hỏi trai hay gái, cái đi siêu âm tới tháng thứ 6 cái bác sĩ kêu là trai, về đâu dám nói đâu, về nói dạ bác sĩ nói giờ siêu âm chưa ra, cái bác nói sao tháng 6 mà siêu âm chưa ra, cái nói là dạ chắc tháng 7, cái tới tháng 7 bác sĩ nói em ơi hình như cũng trai, cái về cũng không dám nói nữa, nói bác sĩ nói là giờ nó nằm khép quá giờ chưa có thấy, nhưng mà mình cũng đi chùa mình nói là bây giờ ba chồng con thích gái quá mà đã có đứa trái cháu trai đầu rồi cho nên nhà ai cũng mong cháu gái hết. Cái tới hồi lên bàn sinh cái sinh ra cái hỏi bác sĩ ơi con trai hay con gái, bác sĩ kêu con gái, trời ơi cái, mình suy nghĩ mà nói ủa sao tự nhiên 7 tháng bác sĩ kêu con trai giờ sinh gái, cái quay qua hỏi bác sĩ kiểm kỹ lại giùm em coi có khi nào con kêu nó thọt chồng không, giờ bác kiểm kỹ lại mất công ra báo ba chồng mừng hụt, mà kiểm lại là đúng con gái, ôi cưng lắm, là nói cho mà mừng lắm anh hả, gái dễ thương ha. Hồi đó đứa con trai đầu thì không nói rồi bình thường, nhưng mà đứa sau đó thì sanh nó từ vũ mà mình ngồi ngoài cái y tá ra báo tên á, sanh trai cái trời nguyên một cái chỗ mà mình ngồi chờ đó rất là ngạc nhiên quá, nó tại sao ông này có kêu con trai mà ông trời. Dạ thì thích tại vì mấy con trai nó khác, con gái nó cái tình cảm của mấy đứa nhiều tình cảm hơn, nó dễ thương. Bây giờ cũng có rồi. Để con trai kêu trời, con gái kêu wow. Em được cưng like hơn luôn á, từ hồi sinh đứa thứ hai được cưng like hơn luôn. Ôi cưng như nào chị ví dụ được không? Ba qua ba nói chuyện nhẹ nhàng lắm, ví dụ như mà thỉnh thoảng như mẹ hay cằn nhằn á, mẹ chồng cằn nhằn á, tại vì mình con gái mình hay sắm sửa, ví dụ như là 2-3 bộ đồ thì mình cảm thấy ít quá mình mua 5-7 bộ, cái mẹ chồng sao mình phải mua nhiều vậy, xong rồi cái sao phải sắm này chứ, ba kêu con nó muốn làm gì nó làm, ba binh lắm. Nhẹ nhàng rồi có gì ba cũng hay ví dụ nhắn tin, nói nhắn tin rồi hỏi chuyện, rồi ví dụ như là xin ba nói với ba là con đi học lớp lồng tiếng, rồi ba nói đi, xong rồi nói chồng con ủng hộ, kệ đi,
xong rồi cái đi học xong rồi về cái cũng làm phim được, cái xong 12 giờ đêm vừa mới nhận được tin là mình được nhận phim là nhắn cho ba liền. Đó là nhắn liền là ba ơi, ba con được vậy là chúc mừng con gái nha, chúc mừng con. Ba ủng hộ tuyệt đối còn hơn là dạ, mẹ chồng với chồng nữa đúng không? Dạ đúng rồi, chồng em là ra rìa. Ra rìa luôn. Dạ. Đi đẻ ai chở đi? Dạ đi đẻ thì mẹ em. Nhưng mà ba mẹ chồng em cũng vô. À. Rồi ba chồng mà vô canh dâu đẻ là cũng là thấy thương lắm luôn á. Dạ. Là cái tình cảm dành cho con giống như con ruột luôn rồi đó. Dạ. Không mà chú ơi, con thấy nè, con á nha, bản thân con là thật sự là con có tình cảm với ba nhiều hơn là với mẹ. Thì con cũng nghĩ rằng à, tình cảm giữa con gái và ba nó sẽ nhiều hơn. Còn ở đây là ba chồng và con gái thì nó sẽ như thế nào chứ? À, dạ, con dâu. Thì chú thấy nó như là không có đặt nặng vấn đề là dâu hay rể gì. Mình cứ nghĩ vậy nè. Muốn con, tại vì đó là người ngoài. Người ngoài vô gia đình mình, thành ra muốn mà nó thương mình thương nó trước. Đúng rồi. Mình sống với nó tốt thì nó sẽ trả lại y như vậy. Còn bây giờ mình xét nét, mình khó khăn với nó thì nó làm sao mà nó thương mình được. Đúng rồi. Bao giờ mình sống mình cái tâm chân thành, tốt với nó trước. Còn mày không tốt là mày sai. Mày sai là mày khó gỡ lắm. Mình thương nhiều thì cứ nhận đi. Dạ. Nhận rồi trả lại. Còn mà không nhận nó mất từ từ. Không, coi như nó từ chối tình yêu thương của mình thì gãy nó đúng không? Tự mất. Mình vẫn cứ tiếp tục, mình đúng cứ rồi. Trao đi. Trong Mẹ Chồng Nàng Dâu có một câu chuyện cũng cha chồng nàng dâu đó. Dạ. Của bạn Nhung với lại chú Thọ đó. À. Một cái câu chuyện mà cha chồng cũng hay khóc xúc động vì con dâu đó. Câu chuyện nó cũng tình cảm lắm. Dạ. Y chang như câu chuyện này luôn á. Dạ. Thật ra mà nói thì cái tình cảm của cha chồng mà như một người bạn với con dâu cũng khó, cũng hiếm lắm á nha. Dạ, đúng rồi. Kiểu là cái tình cảm giữa mẹ chồng với nàng dâu, mà ở đây là cha chồng với nàng dâu là coi như là bạn với nhau luôn. Nói nhiều khi trong gia đình không tránh khỏi những cái chuyện va chạm nhỏ nhỏ, thì cái người mà va chạm thường á là mẹ chồng với nàng dâu. Đúng rồi. Thì cái mình là mình đứng ngoài cái chuyện va chạm đó, nhưng mà mình phải biết cách sắp xếp. Dù mình nói không sao đâu, nó còn nhỏ, bỏ qua cho nó. Là mình nói vậy thì tất nhiên là mình kéo lại. Chứ mình mà bơm vô mình nó sai rồi. Mình cũng gọi là có chuyện liền. Ra mình phải kéo ra. Dạ. Lửa nó đang bùng lên á, mình dập á là mình nói à sao dập, còn không mình cầm ngón thổi mình thổi nó phừng lại liền đúng không? Thì là cha chồng cũng là một trong những cái sự kết nối rất là quan trọng giữa mẹ chồng và dâu. Nếu như giữa mẹ chồng và dâu có khúc mắc á, mà cha chồng mà đứng bên mẹ chồng là xong luôn. Yeah. Còn nếu cha chồng mà đứng bên nàng dâu á, hoặc là đó câu chuyện của con, chồng con với con vậy đó, mà nếu mà cha chồng còn mà đứng bên phía chồng con là xong luôn. Và đây chính là người kết nối tuyệt vời nhất trong gia đình, mà đặc biệt là giữa cái mối lương duyên mẹ chồng nàng dâu. Anh ơi, nhưng mà anh thấy rằng có bao giờ anh mâu thuẫn với con dâu không? Có bao giờ anh cảm giác anh buồn con dâu cái gì không? Không hề. Không hề luôn? Không hề. Có giờ giận nó mà không nói không? Không. Không luôn? Không bao giờ. Hay gì vậy ta? Nghĩa là rất là tình cảm, rất là... Thấy, thí dụ như là con trai mình nó có làm lỗi. Thì mình không... Nó lớn rồi, nó có gia đình rồi, không có dạy nữa. Chỉ nói à con thì coi chừng con về con hướng dẫn ra cho chồng. Mình không có giành quyền nữa. Khi nó làm cái gia đình rồi là nó riêng, hai vợ chồng là riêng, mình chỉ đứng ngoài tác động bằng cái thêm vô cho nó vui lên thôi. Không có giành cái quyền đó, tự hai chồng giải quyết. Cũng như chăm con như thế nào là tự gia đình nhỏ nó lo. Mình không có được xí vô. Cái đó là cái rất là quan trọng. Tại vì sao? Khi mà mình làm như vậy á, là con mình nó mới càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng tốt lên. Mình chen cho nó sẽ khó chịu. Ảnh gia đình rất là rõ ràng đó. Rửa chén là rửa chén, quét nhà là quét nhà, nấu cơm là nấu cơm, việc ai nấy làm, không làm để đó. Thành ra cái tình cảm cũng thế. Chuyện của ai nó giải quyết. Nó rõ ràng như thế anh hả? Nó cũng hay. Nó cũng hay chứ hả? Có bao giờ mà cha chồng làm điều gì mà con xúc động không?
Dạ, mỗi cái việc nhỏ nhỏ mà ba làm, ba quan tâm á, thì con đều cảm thấy rất là xúc động. Tại vì nó bù lại cái việc mà con không có được cái sự quan tâm của bố từ nhỏ. Dạ, cho nên là con rất là quý ba. Để nói là con nói với chồng con á, là em với anh mà ở được với nhau tới cái thời điểm này á, là công lớn là của ba. Nếu mà không có ba của anh là chắc cũng không có đi được tới đây. Dạ. Dạ. Với lại chắc là cái điều mà làm con cảm động nhất á, là ba luôn là một cái tấm gương ở trong gia đình á. Hồi xưa đó, lúc mà mẹ nói là mẹ đồng ý gả đó, mẹ nói là mẹ gả con á, là bởi vì mẹ thấy á, là ba Dũng á, rất là thương mẹ Nga, rất là hiền. Lúc đó thì là con cứ nghĩ á, là mẹ nói vậy thôi chứ ba chồng là ba chồng mà chồng là chồng, không có liên quan đến nhau. Nhưng mà sau này mới thấy á, là bởi vì ba rất là nhường mẹ. Có cái xung đột gì á, là ba cũng nhường hết. Ba không có bao giờ, 12 năm chưa bao giờ thấy to tiếng với mẹ luôn. Và cũng không bao giờ thấy ba mẹ cãi nhau. Đó, cho nên là chồng cũng vậy á. Có chuyện gì xảy ra là chồng con và em chồng của con rất là nhường vợ luôn. Không to tiếng với vợ, giận lắm á. Cũng anh em, không bao giờ mà cô tôi hay mày tao hết. Và có một cái quy tắc đó là ảnh cũng học từ ba đó. Đó là không bao giờ được để cho con cái thấy ba mẹ cãi nhau. Có nghĩa là hai vợ chồng có cãi nhau thì đi ra phòng khác, đi ra ngoài. Hoặc là trước mặt con cái là vẫn phải giữ một cái không khí gia đình bình thường. Và cái điều đó đó là cảm thấy là cái điều lớn nhất mà ba có thể làm cho hai cô con dâu đó, đó chính là một tấm gương rất là tốt cho hai đứa con trai của mình. Có bao giờ anh thương con dâu, anh chăm sóc con dâu quá mà bà xã anh la anh không? Chắc cũng có đó. Cũng có luôn. Có la nhưng mà thì không có vui. Là có một cái dịp là hình như là cái dịp đó là ngày giáo. Yeah. Thì đi ngoài đường thì thấy nhiều bông nhiều á, thì mình cũng mua. Cũng mua một bông bông. Và mình tặng cho con dâu. Thì con dâu rất là xúc động. Nhưng mà bà không xúc động. Nhưng mà cái chuyện này nó khó chịu cái chỗ. Hồi đó giờ đâu có mua hoa tặng cho bà xã mình đâu. Trời ơi, sốc lắm luôn. Quá sốc luôn. Chưa bao giờ tặng hoa cho bà xã. Chưa bao giờ. Mà là tặng hoa cho con dâu. À, bà sốc đúng rồi. Rồi anh giải thích làm sao? Thì tại vì tình cờ thôi. Không có tình cờ được. Thì mình phải nói như vậy chứ bây giờ nói làm sao. Chết rồi chú ơi, cô đang xem chương trình. Không, nó rõ ràng rồi. Tại vì cái chuyện nó rất rõ ràng. Tại vì không có gì tặng. Ông chưa bao giờ tặng hoa tôi, ông tặng hoa cho con dâu. Chuyện lạ. Mà người ta thấy người ta còn nghi ngờ tùm lum. Cái này là có thiệt đó. Nếu hàng xóm ta biết ta cũng từ đó về sau suy nghĩ không có nên làm như vậy nữa. Dạ. Đã không tặng ai hết. Vậy vậy thôi, mình tặng hai người. Đúng đi rồi, phải tặng hai người. Nếu như bữa đó là anh muốn tặng hoa cho con dâu á, đầu tiên anh mua bó hoa anh tặng cho bà trước. Được. Bà đâu có nhà giáo đâu tặng đúng không? Đúng rồi, không có đúng dịp. Để dịp khác, ví dụ 8 tháng 3 là được tặng cả hai. Không có được tặng hoa nữa, bây giờ có tặng cái khác đi. Ủa sao kỳ vậy chú? Hãy nhớ lại chuyện cũ nữa. Không, thật ra nếu mà tôi đứng dài bà xã của anh Dũng là tôi cũng giận à. Sốc lắm. Sốc chơi gì kỳ á. Mười mấy năm.